Thưa quý vị, trong suốt các đợt COVID-19, nhất là trong 7 ngày thành phố thực hiện chủ trương ai ở đâu thì ở đó, những tổ trưởng tổ dân phố vừa áp lực công việc nhiều nhưng đã phát huy vai trò trách nhiệm của bản thân ở cấp cơ sở để đến từng nhà hỗ trợ người dân, từ tuyên truyền phòng chống dịch, chuyển giao thực phẩm, hỗ trợ khi nhân dân đau ốm và cả trực chốt kiểm soát dịch cho đến những công việc nhỏ nhất. Thật sự, tất cả đều dựa vào tay tổ trưởng. Những ngày dịch như thế này, một ngày của anh Nguyễn Văn Bình, tổ trưởng tổ dân phố 48, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 8-9 giờ tối. Số lượng công việc nhiều gấp đôi, gấp ba so với trước dịch. Mỗi ngày, anh thường tham gia trực chốt khu vực, tuyên truyền phòng chống dịch, nhận trao lương thực thực phẩm cho bà con, có hôm thông báo xét nghiệm, v.v. Công việc phải tiếp xúc với nhiều người, nguy cơ lây nhiễm dịch luôn rình rập, nhưng anh Bình không lo sợ. Biết giữ cho bản thân an toàn để có thể giúp được nhiều người dân chừng nào thì hay chừng ấy. Đối với tôi thì mình sẵn sàng phục vụ nhân dân. Sức mình tới đâu thì mình cố gắng để phục vụ tốt cho mọi người dân. Để cho người dân không lo lắng về vấn đề về thực phẩm và thức ăn, thức uống. Người dân đảm bảo được ở nhà 100%, không ra đường, không có một cái suy nghĩ lăng tăng gì hết. Tổ có hơn 90 hộ dân, chiếm là người tạm trú, người ở trọ, cũng còn có nhiều hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi COVID-19. Nắm được tình hình như vậy, nên anh Bình đặc biệt quan tâm hỗ trợ, không để họ phải thiếu ăn. Người dân địa phương hay người tạm trú đều quý mến anh. Để mà thực hiện mà phòng chống bệnh COVID này á, thì cái nhiệm vụ của anh tổ trưởng dân phố là rất nặng nề, cho nên bà con ở đây rất tín nhiệm. Anh này là coi như anh có cái tâm nhiệt tình với bà con. Cho nên là nói chung là đường phố này là khi mà có cái gì là coi anh tổ trưởng mà anh thông báo thì bà con đều là rất là phấn khởi. Lực lượng tổ trưởng dân phố, quỹ thủy bộ là tổ COVID thì có một cái vai trò vô cùng quan trọng. Có thể nói là chưa bao giờ cái lực lượng này quan trọng đối với người dân như hiện tại. Người dân rất cần các đồng chí tổ trưởng, và các đồng chí tổ trưởng cũng là cái lực lượng mà nòng cốt để đưa cái truyền tải thông tin các cái biện pháp phòng chống dịch đến người dân, và đặc biệt là cái cung cấp hàng hóa nhu yếu phẩm cho người dân. Những ngày này tuân thủ chủ trương của thành phố nên mỗi người dân đều ở nhà, những con đường chỉ còn tiếng bước chân của người tổ trưởng tổ dân phố tận tâm tận tụy làm nhiệm vụ để hỗ trợ người dân. Có nhiều người tổ trưởng tuổi đã cao nhưng họ lại có tinh thần, sức lực như tuổi đôi mươi, gánh vác mọi chuyện của tổ dân phố, để người dân an tâm ở nhà chống dịch. Và với người dân thành phố, hình ảnh của người tổ trưởng tổ dân phố chạy vì dân là những dấu ấn khó phai trong những ngày tháng không quên như thế này của mỗi người.